Hoàng đế chia bảo được cho là của vua Bảo Đại sẽ dời đến ngày 10 tháng 11. Website của nhà đấu giá Milan cho biết, do nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của Việt Nam, lịch đấu giá hiện vật lô 101 được Milan công bố là ấn vàng của vua Minh Mạng, sẽ được dời từ ngày 31 tháng 10 sang 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 giờ địa phương. Tại thông báo giờ lịch đấu giá, Milan cũng cung cấp một số thông tin về hiện vật. Theo đó, đây được cho là kim bảo tỷ, ấn vàng của vua Minh Mạng 1791 đến 1841. Bao gồm các đế xếp trong hình vuông, bên trên là tay cầm hình rồng năm móng vuốt cuộn lại, đầu nhô lên khắc chữ vương, có nghĩa là vua. Trên ấn có khắc các văn tự cho thấy, ấn có thể được làm dưới thời Minh Mạng và là bảo vật của vua, hoàng đế chi bảo. Theo nhà đấu giá Pháp, chiếc ấn là biểu tượng cho sự vương giả và quyền lực của nhà vua, trong đó thời Minh Mạng là một thời kỳ nổi bật của triều Nguyễn. Ngoài ra ấn đã được chuyển giao nhiều lần, đặc biệt là trong thời gian vua Bảo Đại thoái vị. Được chuyển giao cho chính quyền cách mạng tại quảng trường Ngọ Môn Huế ngày 30 tháng 8 năm 1945. Nhà đấu giá cũng trích dẫn.